Đẩy liền vang D68S thì sẽ có hai phiên bản và hai màu sắc khác nhau để các bác và anh em có thể lựa chọn. Đấy, hiện tại thì đang tháo thùng phiên bản màu đen. Vỏ thùng này sẽ có ghi tên của model D68S. Phiên bản này là phiên bản black, phiên bản màu đen. Trong thùng thì sẽ có một dây nguồn. Khi các bác và anh em mua những cái dòng sản phẩm này thì bên em sẽ hỗ trợ tặng kèm dây jack kết nối cho các bác nhé. Hôm nay cũng vừa là một cái video khui thùng đập hộp một mẫu sản phẩm mới, và cũng vừa là một cái video để hướng dẫn tất cả các bác và anh em sử dụng những cái phiên bản đẩy liền vang công nghệ khá là cao, chất lượng cho ra cực kỳ là tốt. Phiên bản này thì sẽ có 4 cổng ra loa, hình thức cực kỳ là đẹp, hai màu sắc, một bản màu đen và một bản màu vàng gold. Trong thùng thì nó sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng này. Khi các bác và anh em đặt hàng về thì có thể tham khảo những quyển sách hướng dẫn sử dụng. Trong đây thì nó sẽ có đầy đủ thông tin chi tiết hướng dẫn các bác làm sao để sử dụng toàn bộ, hoặc sẽ có đầy đủ những cái thông số của những cái thiết bị đẩy liền vang D68S ở trong quyển sách hướng dẫn sử dụng. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng TFB Pro. Hai phiên bản này thì sẽ có mức giá chênh nhau khoảng 400.000, 8.500.000 đồng cho phiên bản màu đen và 8.900.000 đồng cho phiên bản màu vàng gold. Hai phiên bản, hai màu sắc khác nhau, cực kỳ là đẹp. Đây đều là hai mẫu sản phẩm đẩy liền vang công nghệ số cực kỳ là cao cấp và hiện đại của EB. Về phần làm sao để sử dụng những cái dòng sản phẩm như này hay nhất và có thể khai thác được tất cả những tính năng, những công dụng của những cái thiết bị đẩy liền vang công nghệ số cực kỳ là cao cấp này, các bác cùng theo dõi vào cái chương trình, cái buổi video ngày hôm nay, để khi các bác và anh em đặt hàng về biết cách sử dụng kết hợp cùng với bộ dàn nhà mình. Thì em sẽ quay cho anh về đằng sau của con này này. Sản phẩm này thì có công suất cực kỳ là lớn nhá. Những cái dòng sản phẩm đẩy liền vang của EAB, những cái dòng đẩy liền vang cao cấp này, đời cao này thì đều cho ra một cái mức công suất khá là lớn. Sẽ cho ra cái mức công suất 800W một kênh và nó sẽ có 4 cổng ra loa. 4 cổng ra loa này. Đây đều là những cái đường jack kẹp này. Các bác và anh em kết nối ra loa bằng những cái phần dây thì các bác cho dây vào đầu đây. Đấy, cho dây vào trong rồi xoắn nó lại rất là chắc chắn nhá. Đấy là về phần kết nối những đường tín hiệu ra loa, cổng tiếp nguồn và những đường tín hiệu vào thì nó sẽ có hết ở một khu ở bên phía tay trái. Sản phẩm này thì sẽ có riêng một đường cắt súp này, các bác để ý đây là cái đường đầu tiên là cái đường cắt súp. Nó sẽ có hai cổng và hai volume, một volume min max, volume to nhỏ của súp, và một volume tần số, cắt tần số từ giải tần 40 đến 150 Hz. Dưới của đó là jack cắm mic, hai cổng mic 4 và 5, volume tổng của mic và đường tín hiệu vào, đường quang. Sản phẩm này thì nó sẽ có đầy đủ những cái đường tín hiệu như là cổng quang USB hay là những cái đường hoa sen, AUX1, AUX2, đường rec, volume tổng của music này. Đấy là về phần kết nối đằng sau của sản phẩm đẩy liền vang D68S. Hai phiên bản, hai màu sắc khác nhau để các bác có thể lựa chọn. Quay ra đằng trước đi. Tất cả những sản phẩm của EAB thì đều có tem chống hàng giả của hãng. Các bác có thể check và kiểm tra trực tiếp trên trang web của công ty. Trên phần tem chống hàng giả thì nó sẽ có logo của thương hiệu này, mã QR và trang web. Đây là một trong những sản phẩm, một trong những thiết bị âm thanh được nhập khẩu chính hãng TFB Pro, thương hiệu của Mỹ và được sản xuất và lắp ráp tại Đài Loan. Về phần mặt trước của hai phiên bản này sẽ có hai volume, đều có hai volume này, một volume mic và volume music, hai volume tổng, volume metro reverb đây, và màn hình chính để hiển thị toàn bộ những cái thông số, những cái giải tần của đây. Sẽ có những cái phần chỉnh nút đây. Em sẽ quay trực tiếp vào cái thiết bị mà đã kết nối sẵn rồi để các bác có thể hình dung rõ ràng hơn. Sẽ có những nút như là chuyển bài này, dừng này, 3 phần nút để chuyển bài, đầu lọc USB. Và phần dưới đây, phiên bản này thì sẽ có hai chế độ nhá, low on và low off. Hai chế độ này các bác có thể sử dụng để hát karaoke và nghe nhạc. Đầu lọc USB thì nó sẽ được tích hợp riêng ra một nút để các bác có thể lựa chọn dễ dàng hơn, và Bluetooth cũng vậy. Các bác chỉ cần ấn duy nhất một trong hai nút này thì nó sẽ chuyển ra hai chế độ, một là USB hay là Bluetooth. Và những đường tín hiệu vào các bác có thể lựa chọn ở phần input đây. Đây nó sẽ có một cái nút input này, ở dưới là menu này, các bác có thể lựa chọn những cái đường tín hiệu vào như là cổng quang, hai đường hoa sen, đầu lọc USB,
Bluetooth. Các bác có thể lựa chọn ở phần input nhá, đấy là về chỉnh những cái đường tín hiệu vào. Đây, em cho con này xuống đây. Màn hình chính thì nó sẽ hiển thị đầy đủ những cái giải tần từ 90 này đến 8,5 GHz, rất là chi tiết, rất là rõ ràng. Màn hình chính khá là to. Ở chính giữa phiên bản màu vàng gold thì nó sẽ có cái mức giá nhỉnh hơn một chút, khoảng 400.000, 8.900.000 cho phiên bản màu vàng gold. Hình thức thiết kế thì vẫn vậy và chất lượng âm thanh cho ra vẫn giống nhau, nó chỉ khác cái bản màu sắc của nó thôi. Nhưng bác nào mà thích sự sang trọng hơn thì có thể lựa chọn phiên bản D68S, phiên bản vàng gold này, volume này. Về phần echo, volume echo, đây là một trong những cái volume mà chỉnh độ tăng giảm to nhỏ của cái độ vang khi các bác và anh em hát karaoke. Tiếp theo là phần chỉnh bằng tua vít hai cạnh. Khi các bác và anh em đặt sản phẩm về, mua sản phẩm về, các bác muốn chỉnh những cái phần echo của mic này, hay là chỉnh bass trung chép của mic, bass trung chép của music, thì các bác cần có những chiếc tua vít hai cạnh như này. Hoặc nếu tại gia đình các bác không có thì các bác có thể sử dụng những cái bút thử điện. Đấy, cái đầu tua vít hai cạnh này các bác có thể chỉnh những phần tua vít hai cạnh ở đây. Đây đều là những cái phần chỉnh đã được đặt sâu vào bên trong, lùi vào bên trong một chút nhá, tránh xa khỏi tầm tay trẻ em. Các bác và anh em chỉ cần chỉnh một lần thôi. Đấy, tránh tình trạng trẻ em nghịch vào và có thể thay đổi được những cái chế độ, những cái tính năng của những cái phần chỉnh tua vít hai cạnh này, rất là tiện lợi đúng không ạ? Khá là hiện đại. Có những phần chỉnh như là delay, repeat, bass trung và chép, phần chỉnh echo. Chỉnh bass trung chép của mic và bass trung chép của music. Đây là phần cân bằng loa. Phần này các bác và anh em chú ý cho em nhé. Các bác để hướng 12 giờ, tránh tình trạng mà hai loa cho ra cái ngưỡng công suất lệch nhau, không đều nhau. Đấy, bên to bên bé. Jack cắm mic thì nó sẽ có cả đằng trước và đằng sau. Tổng cộng là 5 đường link, 5 đường jack 6 ly để ra mic. Đấy, các bác có thể cắm đằng trước, đằng sau thì các bác link vào những cái bộ micro không dây, rất là tiện đúng không ạ? Tính thẩm mỹ khá là cao. Còn những cái bộ micro có dây thì các bác cắm đằng trước, cực kỳ là tiện lợi. Sản phẩm này thì đã được tích hợp đầy đủ những tính năng như là cổng quang, Bluetooth, USB, đấy là những tính năng kết nối. Đặc biệt hơn thì đã được trang bị đầu giải mã và có chế độ chống chập chống cháy cực kỳ an toàn. Hai phiên bản màu đen và phiên bản màu vàng gold. Phiên bản màu đen thì sẽ có giá là 8.500.000 đồng và vàng gold là 8.900.000 đồng. Đây là hai phiên bản đẩy liền vang D68S được nhập khẩu chính hãng TB Pro. Bác nào quan tâm muốn tìm hiểu kỹ hơn và muốn đặt hàng về hai mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua Zalo hoặc số điện thoại 0967345155 để đặt hàng. Ok, bây giờ thì xin chào và gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo. Những bác nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về những mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà để bên em sẽ tư vấn chi tiết hơn và giúp các bác và anh em đặt hàng nhé.